tội phạm hiếp dâm ở Pakistan sẽ bị thiền hóa học. Mới đây, ngày 18 tháng 11, Pakistan đã đưa ra biện pháp thiền hóa học như một trong những hình phạt dành cho những kẻ phạm tội hiếp dâm hàng loạt theo một đạo luật mới, kêu gọi xét xử nhanh chóng hơn đối với những nghi phạm liên quan đến tình dục. Dự luật quy định chính phủ Pakistan phải thành lập các tòa án đặc biệt trên toàn quốc để mở các phiên tòa xét xử tội hiếp dâm, đồng thời đảm bảo các vụ án lạm dụng tình dục được quyết định nhanh chóng, tốt nhất là trong vòng 4 tháng. Những kẻ bị kết tội hiếp dâm tập thể sẽ bị kết án tử hình hoặc tù chung thân. Thiền hóa học là dùng thuốc để giảm ham muốn hoạt động tình dục. Tuy nhiên, tác dụng của thuốc vẫn có thể đảo ngược nếu ngừng sử dụng. Đây là một hình thức trừng phạt hợp pháp ở các quốc gia bao gồm Hàn Quốc, Ba Lan, Cộng hòa Séc và ở một số bang của Mỹ. Năm ngoái, hãng tin Reuters trích dẫn số liệu cho thấy chưa đến 3% số vụ tấn công tình dục hoặc hiếp dâm bị kết án ở Pakistan. Luật chống hiếp dâm được đưa ra trong bối cảnh công chúng vô cùng phẫn nộ về tình trạng gia tăng gần đây các vụ cưỡng hiếp đối với phụ nữ và trẻ em gái nước này.